Kính chào quý vị và các bạn, tôi là sư Lê Hồng Phúc, rất vui trở lại với chương trình Tin và Sống của Đài Sài Gòn TV hôm nay. Nhân dịp xuân về, tôi xin nói chuyện với đề tài Năm mới, thái độ mới. Chữ thái độ còn có nghĩa là tâm tình. Thái độ đến từ tâm trí. Tâm tình của con người hay tâm trí của con người, có người định nghĩa chữ thái độ như thế này: Attitude is a little thing that makes a big difference. Có nghĩa là thái độ là một việc nhỏ mà có thể làm một sự khác biệt lớn. Hay là một câu: muốn thay đổi mọi sự, cách đơn giản nhất là hãy thay đổi thái độ của bạn. Và trước thềm năm mới, mọi người trong chúng ta đều có cảm xúc vui buồn lẫn lộn, có phấn khởi hơn nhưng không khỏi lo lắng vì nhiều vấn đề đang xảy ra. Và đối với người Việt của chúng ta, Tết đến xuân về là những ngày lễ hội vui mừng náo nhiệt. Làm sao ta có thể vui mừng hát sướng trong một tâm trạng ngổn ngang và một hoàn cảnh đau buồn được? Nhà thơ Chế Lan Viên đã than thở khi mùa xuân đến rằng: tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Vì sao Chế Lan Viên phải thốt lên những câu nói như vậy? Có lẽ bởi vì ông đang nhớ về một cái Tết đau buồn trong quá khứ nên không chấp nhận mùa xuân đang đến bên mình. Đó cũng là tâm trạng của con cháu Cô Rê thuộc chi phái Lê Vi người Do Thái. Họ đã viết những dòng thánh thi dưới đây để nhớ lại quá khứ của mình và dân tộc mình lúc còn ở quê nhà, khi chưa bị đày, lưu đày sang Babylon. Tuy nhiên, con cháu Cô Rê viết những dòng thánh thi này không phải trong tinh thần bi quan, nhưng rất lạc quan, với niềm tin và lòng trông cậy vào sự giải cứu của Thiên Chúa. Vâng, trong hoàn cảnh đau buồn, một thái độ lạc quan, một cái nhìn và quan niệm sống hướng thượng sẽ đem lại một tinh thần mới và sự đổi mới. Qua kinh nghiệm của con cháu Cô Rê kể lại trong sách Thi Thiên chương 42 câu 1 đến câu 5, mời quý vị và các bạn cùng tôi học tập một quan niệm mới, một cái nhìn và thái độ lạc quan hơn để bước vào năm mới này. Thứ nhất, năm mới ta cần nói với Chúa nhiều hơn. Ở trong câu 1 của chương 42 chép như vậy: ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Khi gặp nan đề trong đời sống, đối tượng trước tiên cho con dân Chúa nói là Đức Chúa Trời. Nói với Chúa là cầu nguyện với Cha Thiên Liên ở trên trời. Chúa là đấng tạo hóa, chúng ta là tạo vật của Ngài. Chúa là vua, chúng ta là dân sự của Ngài. Chúa là cha, chúng ta là con cái của Ngài. Chúa là đấng chăn chiên, chúng ta là bầy chiên của Ngài. Vì thế, khi có nan đề trong đời sống, chúng ta cần phải đi gặp đúng đối tượng là Chúa để được Ngài giải quyết cho. Người tin theo Chúa có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, nói chuyện cùng Ngài, trình bày nan đề của mình lên cho Ngài. Cầu nguyện là sự truyền thông hai chiều giữa Chúa và con dân của Ngài. Có người nói rằng cầu nguyện là hơi thở, khẩu hiệu, niềm an ủi và sức mạnh của con dân Chúa. Thật đúng vậy, sự cầu nguyện kết chặt mối liên hệ thiêng liêng của con dân Chúa với Cha trên trời của mình. Khi bị hư một vật gì thì ta phải tìm đúng thợ chuyên môn của vật đó để sửa chữa hoặc điều chỉnh lại. Thí dụ, ta không thể đem chiếc đồng hồ Rolex đến cho một anh thợ bạc bình thường hay thợ sửa đồng hồ bình thường để giúp đỡ sửa chữa được. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, khi ta gặp nan đề thì phải tìm đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi để được Ngài giúp đỡ. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là giáo sư của quyển Kinh Thánh. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh khai trí mình để hiểu rõ lời Chúa dạy, hầu giải quyết các nan đề trong đời sống. Con cháu Cô Rê nói chuyện với Chúa vì Ngài là đấng cứu rỗi và là đấng giúp đỡ họ. Trong bản Kinh Thánh dịch mới thì chép như vậy: hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài. Ngài là đấng cứu rỗi và là Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thi Thiên chương 42 câu 5 chép điều đó. Bước sang năm mới này, tôi mong rằng quý vị và các bạn sẽ nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Nếu chưa chính thức tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và chủ đời sống mình, quý vị và các bạn hãy mau mau làm quyết định quan trọng này trước tiên.
Kinh Thánh cho biết nếu không có mối liên hệ với Chúa Giêsu thì lời cầu nguyện của bạn sẽ không được Đức Chúa Cha lắng nghe và đáp lời. Kinh Thánh trong Khải Huyền chương 8 câu 4 cho biết rằng Đức Chúa Trời lắng nghe tất cả các lời cầu nguyện của con dân Ngài. Có một điều kiện trong việc nói chuyện với Chúa là chúng ta phải lắng lòng để nghe được tiếng phán của Chúa nói với mình. Hãy nhớ rằng Chúa nói với mình bằng nhiều cách. Ngài có thể nói với chúng ta qua lời dạy trong Kinh Thánh, qua hoàn cảnh, qua một dấu hiệu, qua một lời xác nhận của cộng đồng dân Chúa. Cuộc nói chuyện nếu chỉ có một chiều thì đó chỉ là độc thoại mà thôi. Nếu được hai chiều thì cuộc nói chuyện đó mới có ý nghĩa và đạt kết quả tốt được. Năm mới, ta cần nói với người nhiều hơn. Điểm thứ hai, ở trong câu số 2 đến số 3 chép rằng linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Đang khi người ta hằng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Trong hoàn cảnh buồn thảm, con cháu cô rê hỏi nhau khi nào mình sẽ được trở về cố hương để thờ phượng trong đền thờ Chúa. Họ càng thêm buồn tủi mỗi khi người khác hỏi về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Con cháu cô rê viết lên những dòng thánh thi này để hát ca ngợi Chúa và cũng để khích lệ đức tin lẫn nhau. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên con dân Chúa như thế này. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Côlôse chương 3 câu 16 chép điều đó. Con người chúng ta sống bằng tình cảm. Tình yêu thương kết chặt người với người, gia đình với gia đình và cộng đồng với cộng đồng. Người không có tình cảm thì không khác nào một linh hồn tượng đá mà thôi. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy yêu thương người chứ không phải lợi dụng người. Kỹ thuật computer tối tân ngày nay tưởng là đưa những tấm lòng gần lại với nhau, nhưng rất tiếc lại càng xa nhau nhiều hơn. Thế giới hiện đang có hơn 7 tỷ người sinh sống. Mỗi người đều cần có người bạn để tâm tình trò chuyện. Xã hội tân tiến ngày nay khiến cho con người dành nhiều thời giờ với máy móc điện tử hơn là với người và bạn hữu của mình. Bạn của quý vị và các bạn ngày nay là ai? Từng ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng người khẽ dâng lên Cha, Chúa đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền níu ta xin mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi con Chúa hồi yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình ai. Tình yêu Thiên Chúa ba, thế gian còn nhớ. Xuân qua đông đến gần, tuyết trắng mãi trông lên Cha, từng ngày ban cho ta xóa hết lỗi lầm. Dù đời tôi không xa chi, Ngài yêu tôi không chia ly, chẳng phút xa lìa. Ngày xưa bao phen gian nan, nhìn tình ưu ta riêng mang, nhờ Cha dìu bước. Hãy con Chúa vô yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con.
mời bạn trông lên cha, từng ngày ban cho ta xóa hết lỗi lầm. Dù đời tôi không ra chi, Ngài yêu tôi không chia ly, chẳng phút xa lìa. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền yêu ta riêng mang, nhờ cha dìu bước. Hỡi con Chúa vô yêu thương,